tình trạng con ghét rau, không ăn rau củ. Rồi khi ta bón con đau, nhăn mặt danh hàng giờ ngồi toilet cũng chỉ vì thiếu chất xơ. Bạn bè con vẫn vui chơi ngoài kia. Bioasimin fiber, bioasimin fiber. Từ nay con sẽ bớt lo chiều buồn. Bioasimin fiber, bioasimin fiber. Chẳng sợ ta bón cho con tha hồ chơi. Một hộp bioasimin fiber chứa hàm lượng chất xơ tương đương với 5kg rau củ. Có ngay fiber mẹ chỉ lo lắng. Bioasimin fiber tuyệt lắm, bổ sung vi sinh cân bằng hệ tiêu hóa. Bioasimin fiber với chất xơ hòa tan tự nhiên Oracti Synergy One từ châu Âu với đa bào tử lợi khuẩn, giúp hỗ trợ tình trạng táo bón, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm an toàn và phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, được hàng triệu gia đình Việt tin dùng. Bioasimin fiber, tăng chất xơ, chẳng sợ táo bón. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhận ngay một hộp bút chì màu cho bé, thỏa sức sáng tạo khi mua một hộp Bioasimin bất kỳ từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Sản phẩm đã có bán tại các quầy thuốc và hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhanh tay đặt mua ngay ba mẹ nhé.